Ê, tôi thích bài này, tôi thích bài này. Ngó lên trời, trời cao. Cao, 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 cao. What? What the fuck? Và ngó xuống đắp, 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 đắp. Oh my god. Wow. That's the wrong number. Mày mùa đông ơi xin hãy. Từ đầu trận vào hãy để cho mấy cái bạn kia bạn đi thể hiện đi anh em ạ. À. Mình xin rút, mình xin im lặng anh em ơi. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Rồi, ok anh em ơi. Hôm nay mình cũng không định quay cái video cái trận này đâu, mình chỉ đi chơi gọi là giải trí thôi. Nhưng mà ai dè anh em ạ. À. Vào thấy ngay ông mở gan ga ông đặt tên vô game. Rồi. Và idol chào em với à. Thôi thì em trời. Mình nhận vơ anh em ạ. Từ nãy là ông thanh niên kia ông chào ông mở gần ga anh em ơi. Bố kì. Đó thì mình cử chào lại xem thanh niên bảo gì nha anh em ơi. Trời ơi, gì đâu mà căng. Ngu người ạ. Rồi mà tán này ngu người hơi nhiều đấy. Rồi hàng về cái gì đấy. Mày ảo tưởng hả dừng. Nó quá chán luôn, giết người. Mày đang mà hăng máu đây. Rồi. What the hell? Bách vừa thôi chứ, không biết nhảy à. Mờ gân ga anh em ơi. Chết mẹ ơi, bị mờ gân ga chửi rồi. Bách ạ. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Bị mờ gân ga chửi là bách anh em ạ. Trời, chết rồi. Hỏng hết cái bánh kẹo rồi. Ok rồi. Thế vậy thì mình xin phép được im lặng ạ. Chán đi. Anh nghe kia không biết có phải fan mình hay không mà. Thế vô game kia mà chửi luôn cả mình. Mẹ ảo tưởng hả dừng rồi. Thôi em về đây. Tí nữa thì hẹo anh em ơi. Căng thật đấy. Tí nữa thì chết rồi. Ok mình chạy được rồi. Lan xanh từ cho khoai nó nhừ. Rồi để cho bạn vô game kia bạn thể hiện nhá. Rồi mình đi im lặng, mình đi farm rừng đây. Rồi tủi thân thế em biết được. Người rồi từ đi đâu mà vội mà vàng mà bắt phải đá mà quẳng phải dây anh em ơi, cứ từ thôi. Chúng mày định làm cái gì hả? À hiểu không, trời ơi nha bố kỳ anh em ơi, mẹ ván này tem mình nó chắc xôm đi. Vỗ tay anh em, vỗ tay vô game giúp mình. được vô game quách này cũng ổn anh em ơi. Được đấy ok. Kêu gọi đăng ký thì ổn ngay. Giết người rồi. Ui hàng queo rồi. Mày đi đâu bảo sao đây. Chết đi mày. Em xin nhá. Chúng mày định làm gì hả? Chết đi. Rồi từ từ. Đây rồi. Bướm. Bắn vô bướm. Chết. Rồi. Làm phát gần nửa cây máu mình rồi. Anh vô có quay clip không ạ? Rồi gắt đấy. Căng đấy. Rồi để xem bạn vô kia bạn trả lời sao nha anh em. Anh có anh nhé. Trời ơi. Được. Đó thì để xem mà. Bạn vô game kia bạn thì quay clip gì anh em ơi. Thì anh cũng quay à. Rồi đây Từ hàng que rồi bệt. Giết. Chúng mày định làm gì hả? Chúng mày định làm gì hả? Chết đi mày. Mà chạy mất rồi. Ngu người ơi. Kìa được lên tivi rồi. Không biết có phải fan cuồng không mà không xem video mình. Không biết tên nhân vật của mình nó là cái gì luôn anh em ơi. Chết rồi. Fan. Gặp mấy ông fan này chết rồi.
Sai quá anh em ơi. Sai quá. Ui ôi, KS. Cái thằng KS nhá, sư mày. Đúng đứa cuồng ạ. À, con này tem chát xôm vai đá anh em ơi. Cái gì? Không phải cuồng ngầu. Đúng rồi, không phải cuồng đâu anh em ạ. Cuồng thì nó lại biết cái tên nhân vật của mình là gì rồi. Nó là màu thôi, chích mày đi. Nó có liềm, nó có liềm anh em ơi. Chết mẹ ơi, sai. Chạy. Em về, đừng. Rồi, tao thoát được rồi nhá. Cho mày, quay lại bắn luôn này. Mày không về này, em chín rồi. Chết đấy. Đây, em về. Từ, mình lấy lại ít máu nha. Một camera từ nha. Tớ đến đây. Rồi, tớ về đây. Một camera chết rồi, không dám chơi đâu anh em ơi. Cái gì đây? 300k hơi rẻ. Gì vậy mày? Thật sự là cái ván này tem mình nó chát xôm quá anh em ạ. Mình cũng chả biết chúng nó chát tất cả là những cái gì nữa. Chát liên tục à. Trời ơi, căng vậy. Ok. Thế bây giờ nhiệm vụ của mình là tập trung để gánh tem anh em ơi. Như ván này có bạn vô game kia bạn thể hiện rồi. Có vô game cái có vô game mở gan ga anh em ạ. Ngu người anh em ơi. Rồi, từ từ. Chúng mày đừng có đánh tao, đồng tao chích chúng mày đó nhá. Từ từ nhá anh em. Đợi mình với, đi đâu mà vội mà vàng mà phải ra mà còn phải chạy. Ok, từ, thấy con nào trong bụi rồi. Đồng ghê, từ thôi. Anh vô để em gánh nha anh nhá. Gắt đấy, rồi để em gánh đi. À đâu, nó có bảo mình đâu nhở. Giết. Thôi, bây giờ mình tập trung là quánh nhau thôi anh em ơi. Chết đi mày, giết nó. Oh my mày định làm gì vậy? Chết đi. Rồi. Rồi. Rồi mình sẽ không nói gì nữa anh em ơi. Mình là người thừa trong cái tem này rồi. Mình chỉ biết đi farm và giết người thôi. Rồi, bướm mà mày. Ui dồi, bướm này, mày bắn tao mày. Mày, ui dồi, mày thế không chết anh em ơi. Chạy. Mai lên tivi nha em, cắt đấy. Ừ đúng rồi, mai lên tivi nhá, mình quay lại rồi. Ê, trời ơi. Nó gắt vai đái anh em ơi. Mà từ nha. Ui dồi, thôi, anh gì ơi. Em xin lỗi. Chết đi mày. Mình vẫn không chết anh em ạ. Số mình ván này nó hơi đỏ anh em ơi. Hãy không vào lẽ. Trời ơi, quá ai bạn ơi. Bạn đánh thế là rất là tốt. Đều rồi. Thằng về, chúng mày đi đâu? Giết mày luôn. Chết đi mày. Làm gì? Rồi, ván này mình lại gánh tem rồi. Chết đi mày. Hợp lý cho anh em. Trời ơi, vô game real khác, vô game fake ngay. 506, trời ơi. Hỗ trợ nhiều hơn cán mạng ạ. Thì rừng này hơi khắm. Ô hàng về, chúng mày định làm gì? Định làm gì mày? Chết đi mày. À, trời. Mày định làm gì mày? Anh vô đánh hay quá. Rồi, cảm ơn em nhá. Ngu biết cả người anh em ơi. Rồi. Thôi. Gặp chị Room này em không chơi. Không chơi với chị Room đâu. Rồi. À, thôi, em đi về đây. Đừng giết đi em. Ế. Bắn bạn lại được cái mạng rồi. Em xin nhá. Trời ơi. Ngon gì đâu ạ. Rồi. Từ anh em ơi. Giết. Hàng về. Trời em xin nhá. Thánh gọi là KS đây rồi. Chết đi mày. Gì đây? Điều thuyền, nếu là vô có biết cái gì nữa? Cái gì nữa? Nếu là vô có biết cái gì đây? Gì đây? Fan nào tên Đằng Phong Tử không? Rồi lại gặp fan nữa rồi anh em ơi. Lo giờ dừng cái của anh vô. Vãi cả lái ạ. Vô này. Trời ơi, nó chửi mình anh em ơi. Cay. Chết đi mày. Yeah. Rồi, từ. Yeah. Quất luôn. Mày đi đâu mày? Chạy đi đâu hả con sâu? Ui, bướm làm sao? Tui vô nè mà gan gà. Thôi, chết mày ơi, sao rồi? Vẫn không chết. Ui, whip bà bưởi, mày bắn cái gì đấy? Chết đi mày. Rồi, bướm ạ, đứng lại.
Thôi, tí nữa lại chết anh em ơi, mày thế bằng xấu. Biết đằng phong tử ông. À, cái bạn gọi là đằng phong tử này, bạn rất xem hay xem cái livestream của mình anh em ạ. Ồ, vãi gà đái, thì ra là hẳn tan cứng luôn rồi. Thằng rừng ngu VCL không cứu tao, vãi gà đái em ơi. Chết thật. Ôi, tôi anh gì ôi, rồi em đang đọc chat mà. Trời ơi, ngu người em ạ. Ôi ôi, ván này mình gặp hơi nhiều bạn khắp lọ anh em ạ. Rồi, dứt nó đấy. Hay. Chết. Không chết. Ngu người. Đó, thì ván này này. Một là gặp gì nhỉ? Fan fake ạ. Hai là gặp vô game fake ạ. Còn xong còn gặp cả một cái bạn hay xem live stream nữa. Mà bây giờ bạn ấy hỏi, vẫn còn hỏi là có biết đằng phong tử không? Mà bạn vẫn không biết là vô nào là vô thật luôn ạ. Trời ơi, chắc là ông xem live stream phải không? Chết thật. Rồi. Chết đi mày. Yeah. Ok, em xin. Rồi, từ, cho khoai nó nhừ. Lại đánh nhau rồi, ôi trời chết chưa. Không có mình cứ đi đánh nhau rồi. Ngu người. Đây rồi. Hàng về, ôi trời. Giết, hàng về. Giết người, chết đi mày. Rồi, bướm đứng lại ông bướm. Bướm đang đứng lại ông, ui đầu thế. Bướm đánh đầu thế. Rồi. Và cái ván này nó cũng rất là hài hước và khắm lọ anh em ơi. Ui bướm ngon chết bướm ơi, chết đi mày. Ui rồi thằng cướp rồi, chết mẹ phát nữa rồi. Trời ơi ngu người ạ, chết lắm quá anh em ơi, chết lại hai mạng rồi, mới ăn được có 13 mạng à. Thế kìa khắm rồi đi vụ tranh rừng cờ quá. Trời ơi, mình xin rừng là mình có tranh đâu. Mà bạn chửi mình hoài à, tủi thân quá anh em ạ. Gặp ông fan mà ông cứ chửi mình luôn. Đấy, fan fake anh em ơi, chết rồi. Rồi rồi, lại chết. Ngu người. Giết được không? Giết được không? Giết được không? Ui, chết rồi, sai rồi. Bắn đi. Hay đấy, được. Rồi, bây giờ mình sẽ đi farm để kết thúc cái game này thôi anh em ơi. Cũng khá là nhiều thời gian rồi. Trời, Whip mày định làm gì? Ôi, Arum. Thôi, em xin lỗi mà. Chết đi mày. Dám đánh tao mày. Rồi. Khá là khắm lọ anh em ơi. Quất luôn. Ê, từ, thôi. Đó anh em ơi. Cái số tôi nó khổ gì đâu. Thì anh em xem nhớ bấm nút like nha. Đăng ký kênh nữa anh em ạ. Khổ thế, gặp hai ông fan mà không nào nhận ra luôn. Trời ơi, rồi xạo lìn to như thế này mà không nhận ra. Yeah. Mày à bới. Chết đi mày. Quất mày luôn. Mày chạy đeo con dâu này. À chạy. Mày giết tao này mày. Cũng người ạ. Úi trời ơi, 14 mạng không trợ 9 ạ. Mình lại bá quá rồi anh em ơi. Mày chạy đi đâu? Con sâu này không chết anh em ạ. Ôi ôi thôi, mất bố cái giáp hồi sinh rồi. Giết chúng nó đi. Quốc luôn. Giết luôn. Ok rồi anh em ơi. Chắc là cái trận đấu nó sẽ kết thúc rồi anh em ạ. Lính và quân mình quá đông ở đây rồi. Thì ok anh em xem thấy hay nhớ like này. Nhớ like, comment và đăng ký kênh. Bấm chuông nữa anh em ơi. Ôi ôi, giết người. Nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo của YoGame nha. Rồi, con bướm. Vẫn còn con bướm anh em ơi. Rồi, bướm ạ. Bướm mà mày, chết nốt đi mày. Ok, chắc cái ván đấu nó kết thúc rồi. Mình xin chúc anh em có một những phút giây thư giãn là vui vẻ trên kênh YoGame nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Vì là phê quá này. Bye bye anh em nha. Hi.